giờ ba đã hiểu tại sao mà Tiêu mua dép tổ ong chưa? Có gì? Mua dép tổ ong đi. Ba mà mang dép khác ra đây là ba chỉ có té như phim, như trượt ba tin. Rồi chào mừng qua ba qua hồ bơi Tiêu xây trị giá ngàn tỷ nha. Do thần rừng nước xây cho Tiêu trị giá ngàn tỷ, gấp 10 lần 10 lần ngàn tỷ Phước Đức, gấp 10 lần Lan Anh. Nói chung là không có hồ bơi nào trên thế giới bằng cái hồ bơi của Tiêu hết đó. À, đến hồ bơi của Tiêu làm ơn bỏ dép ở đây nha. Bỏ dép đây gần lát đó, đi trên sông. Thôi chia cho ba bớt bơi gió đi. Thôi bỏ dép đây. Qua đây hồ bơi ngàn tỷ không cần nữa. Thì rồi mời đi, đi không quen. Rồi rồi nó ướt hết đồ làm sao? Ơi mà. Hả? Bơi qua kia chơi, ba mới thấy được cảnh bên kia chứ giờ sao ba đi. Rồi rồi, bơi bên kia rồi đồ đồng hồ rồi. Đôi vớ chỉ giá 100. Đồ bỏ đây. Hả? Có bị ướt không? Tôi vớ. Giờ mang vớ tới Ôn là à, cho thuê đưa nha. Ai đưa anh trời á hả? Vớ vớ lủng nha. Coi chừng rớt. Đưa. Thôi không mang vớ đâu. Lủng lên trên. Hả? Mang đỡ đi ba. Mang vớ làm chi? Đứt chân á. Nó bén á. Mang đi. Để cầm đứa kinh nghiệm đầy mình, đôi vớ còn chịu không nổi. Hả?